xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất nóng nhất để gửi đến quý vị sau đây là nội dung chi tiết liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người tử vong và một người bị thương xảy ra tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An ngày 27 tháng 1. Lãnh đạo địa phương này cho biết hiện người thân đã làm lễ mai táng cho các nạn nhân. Trong vụ án có một người bị thương đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Vinh, Nghệ An với tình trạng vết thương khá nặng. Theo bí thư tri bộ xóm Xuân Phú, Hoàng Văn Lan, sinh năm 1979, nghi phạm trong vụ án mạng, từng bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội trộm cắp. Hai năm trước, Lan mãn hạn tù trở về địa phương nhưng không tu chí làm ăn, bài bạc rồi sinh ra nợ nần. Phát sinh mâu thuẫn, chị TTT, sinh năm 1978, vợ Lan, bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống. Vừa qua, giữa hai bên làm đơn ly hôn gửi tòa án. Theo lãnh đạo xã Đồng Thành, nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ thảm án trên được xác định là do mâu thuẫn khi phân chia tài sản ly hôn của vợ chồng Lan. Lan là một thành phần giang hồ có tiếng ở địa phương. Năm 2012, Lan bị công an bắt và phạt 6 năm tù liên quan tới vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh. Hơn 3 năm trước, Lan mãn hạn tù trở về địa phương. Khi trở về, chính quyền địa phương tạo điều kiện để Lan hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, Lan không tu chí làm ăn mà suốt ngày ăn chơi liêu lỏng, nhậu nhẹt. Được biết, vợ chồng Lan đã có hai người con lớn và hiện đang đi làm tại nước ngoài. Sau khi chồng đi tù về nhưng không chịu tu chí làm ăn, dẫn đến hai vợ chồng mâu thuẫn và quyết định ly hôn. Lan có nợ nần bên ngoài nhiều nên nói chia tài sản thì hai vợ chồng cũng phải chia nợ. Hai vợ chồng xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Cán bộ này cho biết khoảng hơn một tháng trước sau khi xảy ra vụ án, giữa Lan và em trai chị T xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. May mắn mọi người can ngăn nên không xảy ra vấn đề gì. Khoảng 8 giờ 15 ngày 25 tháng 1, Lan tìm đến nhà ngoại để gặp vợ nói chuyện. Thời điểm này trong nhà có chị T, ông TDL sinh năm 1947, bà TTP sinh năm 1948 là bố mẹ đẻ chị T cùng người em dâu. Tại đây, do mâu thuẫn lời qua tiếng lại, Lan đã dùng dao bầu chém bà P. Thấy vậy, ông L chạy ra can ngăn thì cũng bị con rể chém gần đứt lìa tay phải, đâm từ sau lưng trúng phổi khiến ông gục tại chỗ. Thấy vậy, chị T hoảng sợ bỏ chạy thì bị Lan đuổi theo dùng dao chém liên tiếp vào người. Vụ việc khiến bà P, chị T tử vong tại chỗ, ông L bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi gây án, Lan lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình này, nghi phạm điện thoại cho một người bạn thông báo anh ta sẽ chết, gửi định vị để tìm kiếm. Đến hơn 11 trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã treo cổ tự sát trên đồi thông thuộc xóm 11, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Bí thư chi bộ Xuân Phú cho hay, vừa rồi phía tòa án đã tiến hành phân chia tài sản đất đai, các khoản nợ nần giữa hai vợ chồng, nhưng hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất. Đến hôm qua thì xảy ra sự việc đau lòng khiến ai cũng bàng hoàng xót xa. Một người dân xóm Xuân Phú cho biết thêm, vợ chồng Lan đã có hai người con đã trưởng thành, đang đi lao động ở nước ngoài, còn chị Tê buôn bán ở chợ, kinh tế gia đình tương đối ổn định. Mấy năm trước đã xây được căn nhà mới. Ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh bị xử phạt 7,5 triệu đồng liên quan hoạt động trưng bày hiện vật được gọi là xá lợi tóc Đức Phật. Tối 26 tháng 1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Minh Hiếu, pháp danh Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng về việc không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm. Cụ thể, chùa Ba Vàng, địa chỉ phường Quang Trung thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh tổ chức đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 tức ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, năm 2023 âm lịch tại chùa Ba Vàng, trong đó có nội dung trưng bày chiêm bái, trưng bày triển lãm hiện vật, vật được gọi là xá lợi tóc Phật khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thực hiện chỉ đạo của tỉnh từ ngày mùng 2 đến 26 tháng 1, các sở, ban ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí xác minh làm rõ việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật đối với việc chùa Ba Vàng tổ chức trưng bày triển lãm vật được cho là xá lợi tóc của Đức Phật và tổ chức truyền thông rộng rãi trên trang điện tử của chùa Ba Vàng. Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo tới Hòa thượng Thích Trí Quảng Pháp chủ hội đồng chứng minh kết quả kỷ luật ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố ứng Bí, tỉnh Quảng Ninh vì các sai phạm xảy ra tại ngôi chùa này. Theo đó, hội đồng trị sự nhận định các hoạt động trưng bày xá lợi tóc đức Phật của ông Thích Trúc Thái Minh làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo, tín tâm của Phật tử về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài việc nhận kỷ luật cảnh cáo, ông Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước thường trực hội đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả ban trị sự, giáo hội Phật giáo địa phương trên toàn quốc. Thông báo có đoạn nêu, ông Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tần suất tước quyền trụ trì chùa Ba Vàng. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu ông Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái xá lợi tóc Phật chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm quy định tại nghị định số 23 ngày 26 tháng 2 năm 2019 của chính phủ về hoạt động triển lãm. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Phật đã đưa trên các trang thông tin của chùa và của ông Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Vừa qua, trang Fanpage của nhà hàng buffet CD đã phát trực tiếp tình huống khách đến ăn buffet ở cơ sở trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội lén đút túi hải sản mang về. Cụ thể trong video, nhân viên của nhà hàng cho biết theo quy định của nhà hàng, khách đến ăn buffet tại chỗ có thể ăn no rồi lại ăn tiếp nhưng không được mang về. Thế nhưng, vào trưa ngày 25 tháng 1, một nhóm khách gồm 7 phụ nữ vào nhà hàng sử dụng dịch vụ đã lén lấy hơn 10 kg hải sản và một số món ăn khác. Phía nhà hàng chia sẻ, nhân viên nhà hàng thấy nhóm khách này liên tục đến quầy đồ ăn để lấy hải sản, thế nhưng lúc dọn bàn, những người phục vụ lại không phát hiện vỏ tôm, cua, ghẹ nên nghi ngờ. Khi bộ phận an ninh kiểm tra camera giám sát, những hình ảnh từ máy quay cho thấy khách vừa ăn vừa lén nhét hải sản vào túi để dưới bàn. Khi khách ra về, bộ phận an ninh giữ lại xin kiểm tra túi. Ban đầu, nhóm khách không cho nhân viên an ninh kiểm tra, bảo bên trong chỉ có quần áo. Đến khi nhân viên nhà hàng cho xem camera, họ mới đồng ý cho xem túi. Lúc này, nhóm phụ nữ nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại một người sách túi và một chị trưởng đoàn đang chờ tính tiền. Phía nhà hàng cho biết, chúng tôi mở túi ra thì phát hiện bên trong có rất nhiều cua, gẹ, tôm càng, bánh bao. Nếu chỉ tính hải sản thì họ đã lấy hơn 10 kg lúc đầu khách hàng tranh cãi bảo họ ăn không hết nên mang về chúng tôi nhẹ nhàng giải thích yêu cầu họ tính phí thức ăn thừa thế nhưng khách không đồng ý nói không có tiền không biết chữ sau gần 2 tiếng đồng hồ đôi co chúng tôi đành phải gọi công an phường láng hạ đến giải quyết ông đào mạnh cường trưởng công an phường láng hạ đống đa hà nội cho biết chúng tôi đã làm việc với cả khách đến ăn buffet và chủ nhà hàng nhóm khách này đến ăn lấy nhiều đồ chế biến sẵn nhưng ăn không hết nên họ mang về nếu khách lấy đồ hải sản chưa chế biến mới là hành vi trộm cắp. Vì vậy trường hợp này chỉ xử lý theo quy định của nhà hàng, bởi nhà hàng đã có bảng quy định khách không ăn hết thì phạt theo quy định rồi. Chị NT, người đặt bàn cho nhóm khách tới ăn trưa 25 tháng 1 cũng rất bức xúc. Chị nói, tôi là chủ quán cà phê ở Quốc Oai, trưa 25 tháng 1 tôi đặt bàn ở nhà hàng buffet để mời bạn bè và nhân viên ăn tất niên. Ngoài vợ chồng tôi còn có 5 người khách được mời đến. Người phụ nữ bị giữ lại vì lấy 10kg hải sản là nhân viên phục vụ ở quán tôi chị nt cho biết bản thân chị không ăn được đồ hải sản nhưng vẫn chịu lòng mọi người mà đi cùng khi mọi người ăn thì tôi ngồi cạnh đó dùng điện thoại nhà hàng có thể kiểm tra camera thì thấy tôi không hề đi lấy đồ và không ăn một miếng hải sản nào có hai người đến sau tôi đang ngồi chờ họ ăn lẩu thì nhân viên nhà hàng gọi ra để giải quyết vụ việc thế nhưng nhà hàng lại đưa lên mạng cả hình ảnh của tôi từ hôm qua tới giờ tôi bị ảnh hưởng rất nhiều chị nt cho biết nhà chị b người cho hải sản vào túi để mang về nhà rất hoàn cảnh Bố mất sớm, nhà nghèo lại đông con nên chị B không được học hành gì cả. Đây cũng là lần đầu tiên chị B được đi ăn tiệc buffet. Do không biết chữ nên chị B không đọc hiểu được những quy định của nhà hàng. Đi làm thuê, chị B cũng chỉ biết bưng bê dọn dẹp, chứ không làm được việc gì khác. Chị Tê nói, tôi là người mời mọi người đi ăn nên tôi có trách nhiệm thanh toán tiền cho đoàn. Chị ấy không có tiền nộp phạt, tôi sẵn sàng trả tiền thay mình sống phải có lương tâm một chút, chị ấy mù chữ, không hiểu biết thì tôi chấp nhận chịu phạt thay, làm sao tôi có thể bỏ chị ấy ở lại được. Chị Tế bức xúc với cách xử lý của nhà hàng, với khách hàng không hiểu biết, không vi phạm pháp luật, đã chấp nhận bị phạt tiền nhưng nhà hàng vẫn làm quá lên, tôi không lấy trộm ăn cắp, tôi không liên quan vì tôi chỉ là người mời đi ăn thôi. Nhà hàng đăng lên mạng xã hội, rõ cả mặt khách như vậy là không thể chấp nhận được. Ai làm người đó chịu, tôi nói với nhà hàng, chị B đồng ý bao nhiêu thì tôi trả tiền bấy nhiêu. Tôi đưa chị ấy đi thì tôi có trách nhiệm trả cho chị ấy vì chị ấy không có tiền. Tôi đã chấp nhận bồi thường thiệt hại cho 10 kg hải sản ăn thừa chị B mang về với giá hơn 6 triệu đồng rồi. Vậy tại sao phía nhà hàng lại vẫn quay hình ảnh của chúng tôi lên mạng xã hội làm mất danh dự và ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi?